về văn hóa của người Canada. Người Canada họ có cái văn hóa nhân văn đến độ họ nói họ gặp họ làm cái gì họ cũng I'm sorry hết. Đến độ có một cái câu chuyện vui á, nếu một người Canada mà họ lái xe mà họ lỡ mà họ ngủ gục á, hay là họ bị bất cẩn á, mà cái xe của họ đâm sầm vào cái gốc cây á nha, họ lái xe mà xe họ đâm vào cái gốc cây đi, thì họ sẽ bước xuống xe, ngay cả họ đến trước gốc cây họ nói với gốc cây á, I am sorry. Họ đụng vào gốc cây họ còn đứng lại họ xin lỗi cả cái gốc cây. Cho nên có thể nói người Canada họ rất là nhân văn, văn hóa và văn minh bậc nhất thế giới luôn, hơn hơn Úc, hơn Mỹ luôn. Tại vì Mỹ là họp Trung Quốc cho nên Mỹ nó cũng nhiều thành cười hẻ luôn nên đúng là loại ngáo mạn. Nó không, tôi nói rằng là nó bị ngáo nặng luôn nha các bạn, nó không còn cái gì mà nó xàm nó được đấy các bạn biết. Mày đi khám lại não đi xem là có phải chạy lại phần mềm không, hay chạy lại cái phần mềm Win to See để mà Win to See phát là xem là ra cái gì, ra cái gì cái loại ngu mà tỏ ra nguy hiểm.